body in Tagar. Job done. Anh cần cho Vadin. Elemental mây. Elemental mây cũng có thử rồi. Ê, nó cũng mạnh nhưng mà thật sự thì nếu mà nó ro mà tù thì nó cũng nát. Nhiều lúc không cần không có một cái Elemental mây đúng không? Cũng là một cái gợi ý cho tôi bớt đuối trong cái chuyện này. Đánh nếu mà còn thua tiếp thì mình sẽ đổi qua Death Elemental mày. À, chứ đổi Death là gặp cái gì đâu không à. Mình cứ đổi Death ra là mình sẽ gặp một cái thể loại tào lao không à. Thể loại lần cầu nó giống như counter lại của thằng này. Không ra được cái lá búp forest luôn. Cái này ở trong kia luôn ha. Không cản được, quá mạnh. Không thể cản phá được. Sắp mặt Even rút anh thử rồi. Spell Hunter cũng tùy kèo em ơi. Có nhiều kèo đánh easy lắm, nhưng mà nhiều kèo đánh rất là ngu. Nhiều kèo nó lên bài rất là tù. Như hồi nãy em thấy như là đánh Secret Hunter thôi mà nó lên tù một cái là nó cứ ro mỗi tên là một cái Secret là như em thua mẹ là đâu đánh gì được nữa. Như vậy thôi là hết muốn đánh rồi.
Cái bình rút á kiểu như là nó đánh kiểu là nó phải dàn bo ra kiểu như là bốn con ba bốn con gì đó bay rồi xong rồi bắn cà nông thì cái đó là khá là mạnh, tại vì nếu mà bốn con hơi trung bình chúng ta sẽ được 15 đam, 15 đam cà nông, bốn con bay được trên bo rồi được như đó rồi. Mày có luôn hả? Có luôn hả vô? Có luôn hả bộ? Anh ba mươi năm một bốn rồi kìa. Sao event này event sao mà ít? Căn bản là tụi tụi số đồng quốc này nó nhiều quá. Số đồng quốc này nó ly bo mạnh. Số Trung Quốc này nó mạnh quá em hiểu không, nên nên tụi Evil Shaman cũng hiếm lại, với lại tụi Red Hunter cũng nhiều. Red Ray Hunter, Odd Paladin, Evil Lock nhiều lắm. Anh gặp mấy thằng thằng kia mà thọt quá cái đã thua à. Giúp xài rumble quá, cái này nó rớt rumble xuống quá. Để rớt rumble xuống quá. How long can this go on? How long can this go on? Có thể là đánh nét nghìn giáp như em nói. Can't attack again.
What if...